Bình yên là điều ai cũng mong muốn. Nó có lẽ là một chủ đề muôn đời. Vậy, bình yên đến từ đâu? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những góc nhìn rất riêng, rất khác về bình yên. Đã có những lúc trong cuộc đời mình, tôi nghĩ rằng bình yên là một đích đến, cũng giống như cách tôi vẫn tưởng tượng một ngày nào đó tôi sẽ hạ cánh tại hạnh phúc hoặc thành công. Tôi đã nghĩ nó giống như một thứ mà tôi cần phải theo đuổi, tìm kiếm, chứ không phải những gì tôi có thể đơn giản trải nghiệm mà không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì. Đó là tôi của trước đây. Cho đến khi tôi nhận ra rằng bình yên cũng như hạnh phúc là thứ ta hoàn toàn có thể chế tác ra từ chính đôi bàn tay và trái tim mình. Và có lẽ bạn đang tự hỏi, có thật vậy không? Is it possible or not? Trước hết, bình yên là gì? Wayne Dyer đã từng nói, bình yên là kết quả của việc huấn luyện tâm trí của bạn biết cách xử lý cuộc sống này như nó vốn là, thay vì như cách bạn nghĩ nó cần phải là. Dưới góc nhìn của tôi, bình yên là một cảm giác trong ta, một trạng thái mà ở đó mọi thứ an ổn, ấm êm, một trạng thái mà những lo âu, căng thẳng, bực bội, sao nhãng không hiện hữu. Vậy ta tự tạo ra bình yên bằng cách nào đây? Trước hết, bình yên đến từ sự hiểu chính mình. Hiểu điều gì mang lại cho mình cảm giác an ổn, ấm êm đó. Chỉ có bạn mới biết điều này về bản thân mình. Và mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Khi ta hiểu được bản thân, ta sẽ có công thức chế tác ra những cảm xúc ta mong muốn, không riêng gì cảm giác bình yên. Với tôi, việc ở ngoài thiên nhiên, viết lách, thở sâu, vui đùa với con nhỏ, ngắm nhìn những vẻ đẹp giản dị là thứ có thể khiến tôi cảm thấy bình ổn tức thì. Còn gì nữa? Bình yên có lẽ là một trạng thái mà lòng ta ít lao xao. Một trạng thái mà từ phải không tồn tại. Tôi phải hoàn thành công việc này thì tôi mới thấy an ổn. Tôi phải đạt đến cái đích đến kia thì tôi mới thấy bình an. Bình yên không phải là một đích đến ở thì tương lai. Nó đã ở đây rồi. Bạn chỉ cần cho phép mình chạm vào nó mà thôi. Một cơn mưa mùa hè tưới tẩm cây cỏ, một mùi hoa thoang thoảng, một cái nắm tay, một chậu hoa bên hiên nhà, tất cả đều có thể khiến cho ta thấy bình yên. Chúng rất nhẹ, rất khẽ, rất đơn giản, nên chỉ cần tinh tế một chút, lắng lại một chút để quan sát là ta đã có thể cảm được, chứ không phải tìm kiếm đâu xa. Có điều, trái tim ta liệu có đủ biết ơn để nhìn thấy vẻ đẹp trong một cơn bão? Trái tim ta có đủ tĩnh lặng để cảm thấu vẻ đẹp của một cái nắm tay? Vì bình yên là một trạng thái cảm xúc, nên bạn chỉ có thể cảm nhận được. Bạn không thể dùng lý trí để lý giải, để logic hóa nó. Bạn đang ở bên con mình, nhưng bạn lại tranh luận. Mình chưa làm xong báo cáo cho tháng này nộp sếp, nên mình chưa thể thấy bình yên được. Ồ, đúng là báo cáo chưa xong, nhưng ở ngay giây phút này, ở bên con bạn, bạn có thể cảm thấy bình yên không? Một tiếng chim hót, một buổi bình minh bên cửa sổ, một ly trà thơm, một cuộc đi dạo, tất cả đều mang trong nó sự bình yên, không kém gì một kỳ nghỉ dưỡng đắt tiền hay một chuyến du lịch thế giới. Vì thế, cảm nhận được cảm giác bình yên hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực đón nhận, năng lực cho phép bản thân của bạn được cảm thấy an ổn trong từng phút giây, chứ không phải là tạo ra những điều kiện đầu vào phải thế này, phải ở kia thì tôi mới có thể bình yên. Và nếu như có một cách nào đó để giúp bạn cảm thấy bình an nhanh nhất mà tôi có thể gợi ý, thì đó chính là điều này. Và nó vô cùng đơn giản. Để cảm thấy bình an trong mọi tình huống, hãy học cách đổi kỳ vọng để lấy trân trọng.
đổi kỳ vọng vào những thứ bạn sẽ có hoặc phải có, để lấy sự trân trọng những gì bạn đang có. Khi bạn làm điều này, thế giới của bạn sẽ thay đổi tức thì, và cảm xúc trong bạn cũng thay đổi theo. Và để có thể trân trọng những gì mình đang có, bạn cần trở về. Và tôi biết bạn có thể đang thắc mắc, nhưng tôi đang ở đây rồi, còn trở về đâu nữa? Hãy để tôi hỏi bạn điều này. Có thật là bạn đang ở đây không? Có thật là bạn đang hiện hữu ở đây và bây giờ hay không? Khi nói trở về, tôi có ý rằng hãy trở về với những gì đơn giản, thuần khiết và chân thật nhất. Khi nói trở về, tôi có ý rằng hãy học cách để nhìn ra vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc. Tất cả sự bình yên và niềm vui vô điều kiện bỗng chốc được cảm nhận chỉ qua một làn hương hoa cỏ, một cánh bướm chập chờn. Nhưng ta nào có để ý. Cuộc đời này đẹp như nó vốn là và sẽ mãi mãi luôn như vậy. Đơn giản hãy trở về. Về với giây phút này và về lại với chính mình. Về để nhận ra những viên ngọc quý trong từng khoảnh khắc. Về để nhận ra bình yên luôn ở đây như không khí quanh ta, chỉ đợi ta hít thở với yêu thương và trân trọng. Về để nhận ra ý nghĩa cuộc đời rất có thể cũng chỉ là để cảm nhận trọn vẹn niềm vui sống ngay trong khoảnh khắc này. Về để nhận ra hạnh phúc ở ngay trong đôi mắt ta và trên đôi bàn tay ta. Và về để biết yêu thương, biết bao dung và nâng niu cuộc đời như ngón tay ta khẽ khàng chạm vào đôi cánh bướm rung rinh. Vì thế, nếu như lúc này bạn vẫn đang loay hoay làm thế nào để có thể cảm thấy yên ổn, bình an trong cuộc sống của mình, thì gợi ý của tôi dành cho bạn đó chính là hãy đổi kỳ vọng để lấy trân trọng. Hãy đổi kỳ vọng vào những thứ bạn sẽ có hoặc phải có để lấy sự trân trọng vào những thứ bạn đang có ngay trên đôi bàn tay bạn, ngay trong trái tim bạn, ở đây và ở trong giây phút này. Chúc các bạn một ngày bằng an, bằng lòng để thấy bình an. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Còn bây giờ, hãy bước ra với cuộc đời để lan tỏa năng lượng bình an của bạn tới bất cứ nơi đâu bạn đến. Workshop Thiết kế cuộc đời sắp tới là một món quà dành cho bạn, dành cho những ai muốn xây dựng cuộc đời như một kiệt tác và hạnh phúc theo cách của riêng mình.